Anh Long phải không ạ? Đúng rồi. Ui giời, em chào anh. Em bắt tay cái. Anh làm gì mà sao lại nắm đồ gỗ này? Nếu mà buồn đi một hai hôm cái này vào trong nhà tha hồ cứ để mà. À, tức là đây là bàn ghế mình đặt đây đang đóng sửa gỗ về thợ đóng nhà. À, tức là anh chưa làm mộc đúng không? Em không, 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 nhà không làm mộc không. Thế là cái này là đồ gỗ cho nhà mình đấy. Để đóng vào. Ui rồi, cả cái phản to này á, cả miếng gỗ to này á. Thế sau này di chuyển vào nhà kiểu gì vậy anh? Cái này không. Phải dùng cần cầu không? Không, khiêng vô mà mấy anh em khiêng. Khiêng thì phải mười mấy người mới khiêng được chứ. Bốn, sáu người. Ui trời ơi, thế rồi. Cái này phải nặng đến tấn không? Khiếp nhỉ? Đùa đâu, tấn thật đi. Vâng ạ. Đẹp thật đấy. Nhìn cái bộ bàn ghế của anh đã mê rồi. Em bảo live stream cá độ bóng thì em xin phép cài cái mic anh em xem. Đang. Anh có điện điện không? Chợ bật cho cái điện lên cho sáng hẳn. Phải có cái điện đấy. Điện thích điện đây. Thì à, điện. Gia đình nhà mình đây ạ. Đấy, đấy ạ. Rồi. Ô anh có con trai lớn này đó. Con trai đấy, bé tí đâu, cứ con rể đấy. À, kia con gái. Con gái. Vâng. Thế đã lên ông ngoại chưa? Cháu mới xây dựng năm ngoái mà chưa có đấy. Chưa có con. Hôm nay hai mẹ con đang đi Hà Nội. Vâng. À, thế thì mình cứ kê tạm ở đây. Kê tạm đây, hôm nay là kê tạm đấy, nhưng mà nếu chậm nữa là để kê trong đấy. À rồi. Đấy, nên tôi hỏi là coi như là nếu mà 38 thì tôi đang để 40 với bốn mấy mà. Nhà đẹp nhời. Sau này mà anh lắp cái bộ kia vào thì tuyệt vời luôn nhỉ. Nói chung là lại đẩy cái bộ lim này ra ngoài. Còn đồ kia là gỗ cẩm. À. Bộ ba gỗ cẩm nó đi vào đây. Tức là bỏ bộ này ra. Bộ này, bộ này đẹp thế mà bỏ đi làm gì? Lấy đi ra ngoài. Thay à? Thay bộ khác hoặc thay bộ kia vào để cho nó đồng bộ. Nặng lắm rồi. Tôi cho coi gì? Đang hai mấy người canh mà tắm cứ cứng đối. Dày mới là 20 phân không anh? 2 phân. 20 phân. Nặng. Cái ngoài kia gỗ cẩm thì chỉ có 18 phân thôi. Khiếp nhờ. Cái này nó đắt lắm không anh? Này bình thường mà. Cái này lim thì rẻ hơn cẩm càng. Biết bao giờ nó hỏng nhờ. Cẩm đắt hơn. Đắt cẩm đắt hơn. Mua một xúc rồi xẻ rồi về làm máy đâu chứ ở Việt Nam. Vâng, đúng không? Cái này của nước ngoài đi về chứ cái mình bắt đâu. Cứ đi cái giày mà em... nhà nông thôn thì cũng phải cái đấy đâu mà cứ như đấy đang làm bụi bặm và cứ đi thôi bác. Em khiêng đồ vào cho ca luôn. Đây là mấy bác thợ gỗ nhà mình nhá. Đang làm thô. Hôm nay coi như là anh em đây là kệ đây đúng không? Hoàng Long đúng không? Kệ đấy. Xong rồi xếp lên rồi chính xác. Anh hiểu rồi. Cách lên là khoảng 30 phân. Cái này là trên cùng để tivi. Đúng rồi. Để hai bên là để loa. Để hai tấm dưới bằng nhau thì cái kia tivi cao hơn. À tivi. À đây là tôi biết đây. Đây là một lần là như vậy. Thế thì em hiểu rồi. Đúng. Để hàn dưới đất cho đẹp. Để đất ra. Ừ. Nên là loa cây để hàn dưới đất cho đẹp. Cực sang luôn. Cái meta 2 vậy á? 23 đấy. 23. Ừ. Đây để em đắp vào cho. Được. Cần sao meta 23. Dùng cái màu này của anh. Rồi, đúng rồi, chính xác thì tôi biết vẫn nhìn cái màu gỗ, không màu gỗ mà. Vâng. Xin chọn màu chọn theo màu ở trong nhà luôn đấy. Anh cũng hơi bị ấy đấy. Nhìn chọn đúng màu. Đây chắc là được. Pro. Em lắp dàn mới. Không phải đến trong nhà đâu. Đây em dàn mới nghe. Đây em dàn mới theo cái màu gỗ luôn anh. Hả? Ừ rồi không tí nữa gì nhà bác kiểu gì cả đàn đi qua đây mà. Đây là khuôn viên bên ngoài của nhà anh Long. Rồi. Đây là cặp loa Hunter cao. Bảo nếu như mà cái này mà sau mà là anh em cứ lùi thẳng vào đây là không có thấy kênh này đâu. Là cứ lùi thẳng bê vào thôi. Ôi, không để cái tránh mưa không gì. Xe không, vào đây thoải mái mà. Không, anh cứ làm đi. Giờ làm toàn máy hết các bác, sướng nhỉ. Đang làm công nghệ làm máy. Rồi công nghệ hết rồi. Là máy. Mít giá mà. Nhưng rất quan trọng phải là anh có loa gì rồi. Chứ còn mua mỗi bộ mic không thôi và chưa giải quyết được gì đâu. Đấy đồng bộ mà. Ừ, đấy. Loa phải ngon, đẩy phải ngon đã rồi mới. Loa nhà mình loa đồng trục cũng mua được. Đồng trục nó là gì? Đồng trục nó có bao nhiêu loại đồng trục chứ nó có một loại đâu. Loa nghe nhạc hay loa hát? Hun tách hay là đấy? Chú dùng hun tách hay là đấy?
nó phải cụ thể ấy. Xong rồi ghép mấy cái gì rồi âm ly gì rồi thì nó ra việc được chứ. 2004 vừa rồi có được không? 2004 vừa rồi là đấy gì? Hai kênh cái cục nó là ghép cả vang cả mic à và cả nâng tiếng à? Vang mới lại đấy tinh loa. Thế hát bây giờ tình trạng nó như nào? Ngồi với nhau mới ra mới vấn đề được. Mua một cái mic không thì đã chắc gì giải quyết được vấn đề. Mình phải tìm vấn đề để mình giải quyết. Ôi sao cái này cạo nó lại ra cái màu trắng trắng này anh? Đây là nước. À, nước lót nữa. Nhà mình ở đây, người chỗ này là cái ngã năm của trung tâm nên là đấy. Tìm đến nhà tôi là rất dễ, ngã này ngã năm mà. Vâng. Nhưng mà em tìm trên định vị là không ra. Không ra á? Vâng, tìm cái nhà văn hóa không có. Nhưng mà nhà văn hóa ngay sau nhà đây này. À thế á? Đây ngay. Nhưng mà không có trên bản đồ. Vâng, tôi ở đây đúng ở đây nhà văn hóa tôi chưa định vị vào ấy đâu. Vâng, không có ai đưa lên Google Map nên là chưa ấy được. Dạ. Tức là sau này anh sẽ kê như nào? Tìm đây để cái khu đây ngay giữa đây. À giữa này luôn. Rồi. Cái bộ kia thì nhỏ hơn bộ này được hơn 10 phân. Nên tôi để bộ 3 đây, tôi sẽ đẩy ra đây và hai ghế bên bàn đây. Bộ kệ để trong này. Vừa không? Thoải mái rồi. Đo hết rồi hả? Không phải đo mà tính đo hết rồi. Đang phải gỗ đang rất dài, phải cắt như vậy đi rồi. Vâng. Đấy, gỗ phải cắt. Anh chứng tỏ anh không chịu chơi chứ nhỉ? Ngắn đi rồi. À, nhà mình làm răng hả anh? Nhà, đúng không? Anh làm răng luôn à? À đâu, hai vợ chồng nhà cháu. À, hai vợ chồng con gái. Hai vợ chồng con gái hả? Vâng. Cho em để tạm giữa xong rồi em kê cái đẩy vào chơi đi đã nhá. Kể ra mà anh làm cái kệ sớm hơn tí thì đẹp nhá. Đang nhầm bận. Vâng. Làm chứ để anh em bận bận giờ này nhóm xuống. Vâng. Chắc anh em thợ ở đâu vậy? Ở làng trên. À làng trên thôi. À. À. Và phần này có khi là hoành tráng nhất xã đấy nhỉ? Vâng. Mấy mà vẫn còn kiêm tốn kiêu nhỏ. Ôi bỏ nhất cái can này cái. Một một người lớn lên tấm ngoài này không lớn trượt. Một anh lớn lên tấm ngoài. Không bỏ ăn được nhờ. Lai chim run và nổ luôn. Phải làm gấp để kê đồ. Đúng rồi. Làm gấp để kê đồ chứ không có. Anh nhỉ là. Ngoài bà hát không ai có cổ vũ hay là điều. Không hay không lấy tiền. Không hay cho anh luôn. Được chưa? Mang từ Hà Nội vào đây mà không hay. Bảo chú xuống màu rất giống với lại cái màu cái sập kệ gỗ nha anh. Đấy. Đấy, từ từ đấy. Cô đây, thực nghĩa rồi. Hai ba. Hạ luôn không? Hạ luôn đi. Nặng quá. Nặng lắm. Vâng. Nhưng mà đấy. Tính. Lúc đó mình tì nó mày không? Đó cho một đầu vào trước. Vừa thôi đấy anh. Bên này. Sao bên đây? Thương. Chưa cứu người. Mấy người khiêng một. Ta bố cháu bên đây. Không xong. Cháu cho em dễ. Đó, xong. Không gian nhà thì làm ấy cũng giống như vậy. Giống màu gỗ nhỉ? Giống màu gỗ. Giống màu nhà anh. Cái nhựa. Nhưng mà em thấy cái màu loa này giống cái màu kệ của anh hơn. Đúng rồi. Màu kia kìa. Đây cái màu kia là kia khi phun xong là nó giống đồng kia. Nhau mà. Đồng màu luôn. Đấy hiếm có đấy, tại vì màu gỗ nó nhiều màu lắm. Nó nhiều kiểu màu. May sao nó lại đồng với nhau, đồng màu. Sau này bỏ cái này đi đúng không anh?
À. Bỏ cái tủ cũ này đi đúng không? Đó, bỏ cái tủ cũ mà. Cho nên bỏ cái tủ cũ. Tủ này thì lâu lắm rồi nhỉ? Rồi. Ngày xưa chưa thấy có kiểu gọi là TV ở giữa hai hai tủ hai bên. Đúng rồi. Đây anh còn tháo một bên ra này. Cái này nó không phù hợp nữa. Đông nhỉ? Nhà xóm này đông như cứ quanh quanh cứ ra quay ra quay vào cái đón cái cô chú đi qua là coi như là vào hỗ trợ rồi. Vâng. Thưa nhà anh là ba mặt tiền luôn à? Mặt này đường, mặt này đường. Ngã năm. Bốn mặt đằng sau có ai chắn đâu? Đằng sau là đằng sau ngày xưa là cái chợ cóc, bây giờ coi như là từ khi Covid cái giờ người ta cấm thì là cái bãi đồ gỗ rồi. Thế mà mở cửa tút phía được không? Không có phải cửa nhiệt. À. Ông mic này hay mà. Đã, để em cài cho mic này hát tuyệt vời luôn. Anh em đi từ ấy cứ về luôn đây luôn à? Vâng. À. Em ở chỗ nào, ở chỗ gì nhỉ? Hà Trung á? Hà Trung à? Hà Trung nếu như biết đường á là đi được ngay cầu ngay dưới đây về thì gần hơn này. Nếu anh em chắc tại 27 đúng không? 27 là về cầu Hoành. Em lại chạy ra cao tốc một tí. Bây giờ đây giờ đi ra đây cái đường từ cầu song song cao tốc luôn mà qua sông Mã đây. Không, nhưng mà nắp của anh xong em lại về Hà Nam chứ không qua đấy nữa. À. Em vừa nắp ở dưới đấy rồi, xong rồi đầu qua anh. Nó dài thời gian phải tranh thủ buổi trưa nắp cho chú ấy. À. Nào, làm tí remix nhá. Cơn mưa phủ vang trong hoa cuốn em những nỗi nhớ nghĩ về anh xa xa. Có lẽ đôi ta đừng nay vì sao đừng nghĩ đến nhau thì tim em sẽ không vì anh phải đớn đau. Anh đâu nào hay biết chăng mỗi khi em nghĩ về anh em thường đi rất nhanh. Không quen khi xưa giờ đây mình em chẳng còn bóng anh. Chẳng có nhà anh em cũng uy lực cho phết đấy đùa nhỉ. Nói chung là lúc trước tôi làm có điều kiện kinh tế lúc đấy mở rộng thêm ít nữa. Sao lại đập đi đập lại nhà khác? Sao lại gì? Rồi mệt. Mệt á? Rồi mệt rồi mới làm nhà là sợ. À thế. Đấy là anh còn rộng này cơ mà sao làm hẳn phòng khang trang hẳn. Thì là cái quay xuôi thì cũng được mà quay ra cũng được. Nói chung khu trung tâm nên là coi như là khởi xa hàng xóm. Tức là qua đường ấy qua ấy lại mới sang hàng xóm được. Tôi vẫn sử dụng sao lại gọi là non nát? Nó dùng rồi đó, lâu ấy, nó hỏng. Chiếc bài lầm mà cái tàu mà cái vẫn thôi. Lúc đấy là nghe coi như chuyện âm ly thế nhỉ? Thế thì mua lâu lắm rồi chứ nhỉ? Mua lâu nó hỏng hết rồi thôi, đừng giờ. Đến lúc thay nhỉ? Thay với thế nên nói chung là. Nếu như không làm cái kia chắc không làm cái này đâu, nhưng mà đang làm kia mới làm kia thuần lên thì thấy anh em về cái điều chương trình này hay, tôi giao lưu bộ này. Vâng. Nên đây cái gì tiện công sáng có thể đấy nhỉ. Dạ. Nhạc này. Đâu nước chú? Nhạc. Vâng. Đất bạc màu và vai áo em đang thêm trắng mưa trên đồng. Mưa răng lối nhỏ em về đất cùng ta trải bao nắng bao ngày mưa đất ôm trọn kiếp người mảnh đất quê hương ta đất yêu người bàn chân ấm buồn về
thương người lẻ loi thân cỏ trên đồng. Nghe gì sao đâu đó tiếng thi thầm của đất ngỡ, tiếng dòng sông vô song gọi ta đến đất bạc màu và vai áo em bạc đêm. Nắng nghiêng trên đồng xa xa lối nhỏ anh về, đất mẹ ru lòng ta nỗi đau niềm thương. Nắng vẫn vàng trên đồng và gió như miên man. Được không anh? Ừ, nói chung là âm thanh nó tốt rồi. Thực tế nó giờ nó khác hơn hay so với nó thực tế hơn. Ngồi trực tiếp anh cảm nhận được cả cái áp lực ở tiếng trống. Đúng rồi. Đó là mình cái không gian mình hẹp mình ngồi nó hơi gần. Đúng rồi. Thì bây giờ với cái tầm tiền như thế thì mình như thế là hài lòng rồi. Không có gì để coi như nó nữa. Tôi thì lúc đầu cũng là chơi được cái nhận định cái lòng đấy đấy, nhưng mà sau tôi nghĩ đi nghĩ lại và cái đường nào thì đôi khi là người ta là cũng đã dùng rồi. Vâng. Nhiều người dùng rồi. Người ta đã dùng rồi mà hơn nó đôi khi mình là có nhà phải dùng lại. À dùng nó mãi hả? Để nó mãi là mình phải dùng lại đúng không? À đúng rồi. Bởi vì cái đấy muốn nhập khẩu anh vui vẻ với gọi là hàng lướt đi chăng nữa thì đôi khi mình là mình phải dùng lại. Mình đúng rồi. Đấy quan điểm của tôi. Không biết người ta dùng như nào đúng không? Rồi, không biết ta dùng tốt hay xấu như nào mình biết. Vâng. Nếu như may thì tốt mà đôi khi không xấu thì đôi khi phải chịu. Và đây là cái nên không. Đúng như là mình thấy nó rủi ro quá hả? Rồi. Và tầm thì đấy nên cuối cùng tôi đấy thì kể cả đôi khi JK thì cũng bám giống mình. Dạ. Đúng rồi, cũng sản phẩm như thế anh cũng gần nhau đúng không? Vâng ạ. Ừ. Sản phẩm thì nó giống nhau rồi. Dạ. Giá tiền như nhau rồi. Có điều là cái con người, cách phục vụ đúng khác rồi, nhau cách thôi. Phục vụ mà coi như là với mọi cái là coi như tôi thấy được coi như bên mình thì giao lưu được coi như là nhiều hơn thôi. Dạ. Em cảm ơn anh. Chúng em ở công ty cho nên là nhiều bộ phận, nhiều phòng ban á mà cũng lắp rất nhiều. Rồi. Thì chia nhau đi ra thì hôm nay được rồi, anh thấy lắp Yên Định cho nên tôi bảo coi như là anh cũng đã từng về Yên Định. Đúng lắm nhiều chứ, đúng lắm nhiều lắm. Vâng, đấy là nhiều lắm. Nhưng mà về đây thì anh em thì quá quen rồi. Vâng. Ví dụ như mà mua bộ dàn âm thanh này mà anh có phải tham khảo ý kiến của ai không, hỏi ý kiến của ai không? Cái này mình cứ tự thích là mình quyết thôi. Tôi xem rồi là tôi thế thôi. Thế nhưng mà ví dụ như ai đấy mà ví dụ họ hàng anh em bạn bè của anh bảo ok ông Long này thế mà cũng đi mua loa này. Họ có thể họ sẽ dùng những cái ngôn ngữ mà nó không được thân thiện, không được tử tế lắm. Là đúng rồi, cũng thế, có thể một nhiều người bảo tôi bảo là khi bảo là con chuột bạch để thường kia là thí nghiệm á, chuột bạch được, nó đưa là làm con gà được, đấy rồi bảo làm đi làm thí nghiệm nên mình cứ trải qua nên bây giờ người ta thấy hay thì người ta đi theo nên vậy. Như thế điều cái này với anh cháu nó vui quá, ông lúc nào cái gì ông cứ chạy trước. Nhưng mà cái quan trọng là anh là người trực tiếp trải nghiệm rồi anh mới cảm thấy nó hài lòng và thấy phù hợp với mình chứ. Dạ, cái đấy quan trọng chứ. Đúng rồi, cái này thì... ai nói thì liệu gì có anh không, làm gì đến không, mình không. Không, nói chung là cái gái thì coi như tôi đã quyết được mọi cái rồi cho mình ấy. Tức là do mình hết đúng không? Rồi, quan trọng nhất là mình cảm thấy nó ưng, thấy hài lòng. Hoặc thậm chí kể cả mình ai bảo là mình là con gà hay là cái gì kệ họ đúng không? Con gà con vịt được không quan trọng. Nhiều người ta bảo bọn em là đi lùa gà đấy. Dạ, đúng rồi. Bọn, coi như anh là con gà thì bọn em lùa. Rồi, thì thế không sao mà. Anh đâu có dễ lùa vậy. Không, thế là đấy rồi. Vâng. Đó cho một cái anh em thì coi như tôi trong một nước đó. Vâng. Làm rất cảm ơn anh. Hay vâng. Là hát tặng em bà. Bài đi nhỉ? Bài gì nhỉ? Không phải anh phải là người trực tiếp trải nghiệm nhá. Hát đừng nhá. Đừng trách câu. Đừng trách cái giọng à. Được. Bài hay đấy. Mang mang chiều buông lơi dòng sông lam xanh vời vời sương răng mơ chân trời mấy ngang trên đỉnh non xa vì câu ví dặm hôm qua lời thương anh còn dư hay đã theo em về biển biển xa xôi câu ví dặm ai ơi còn vương bao năm chờ đợi em thương ai dần anh vô giữa màn ai nắng cháy bay mù vàng bên nỡ bên đi buồn chờ vơi còn lại đây hoang vắng khi con sông đưa thuyền rời xa chiều màng tan lấy bước băng quăng giữa mây trời thương ta đã mấy mùa đi qua rằng em chưa trở lại rồi anh biết chăng cho câu biết lòng cho ai
trách người thôi, đừng trách câu vi phạm. Ai đánh rơi câu hát nơi đâu hững hờ. Một ngày chiều buông lơi dòng sông lam xanh vời vời, sương răng mơ chân trời, mây răng ngang đỉnh non xa. Vì câu vị dặm hôm qua, lời thương anh còn giữ hay đã theo em về biển biển xa rồi. Câu vị dặm mãi ơi còn vương bao năm chờ đợi, em thương à anh rồi. Em đỏ dần ánh mô giữa màn này, nàng chạy bài hô vang bên đỡ, bên đi buồn trở vơ. Còn lại đây hoang vắng khi con sông đưa thuyền rời xa, chiều lang thang lê vương bâng quăng giữa mây trời thướt tha. Đã mấy mùa đi qua, rằng em chưa trở lại, rồi anh biệt trao trao câu ví dặm cho người nơi phương xa đó, quên đi bao câu thề ngày xưa, để riêng anh đơm bóng thêm yêu ắt đôi bờ nắng mưa. Đành tránh người thôi, đừng tránh câu ví dặm, ai đành rơi câu hát nơi đâu hững hờ. Đành trách người thôi, đừng trách câu vì rằng ai đành rơi câu hát nơi đâu hững hờ. Về đi em đưa ta về xứ thanh lung linh trong mò nắng. Về đi em thanh hóa anh hùng, dù ta dù ta bóng kinh thành đất nhân kiệt chia ly. Về đi em thì ta mới thấu tình người giữ thầy. Về thành hóa dòng má quê ta, tình người lắm cũ bao đời trần mạc vẫn son sắc thủy chung. Một miền nắng cát thu mưa dầm bóng bụi, phố hồn biển sóng giao mấy điều người quê tôi. Về thành hóa lòng ta mới thấu, vì sao lại hát thôi, vì sao sóng buồn đỏ đầy vẫn hoa. Bao vực đế vương xưa, bao kinh thành u mê, bao chiến công quay hùng một thời liên hoan. Như hạt sương long lanh dâng cho đời mãi sớm, ôi thanh hóa quê ta, vàng phố vẫn anh hùng. Về thành hóa ta dắt nhau đi dưới hàng dừa xanh mát, thăm thanh hồ nắng mưa vẫn còn yên. Chiều chính nơi năm xưa cưỡi voi đánh giặc, đất hồi quân năm nào đi đời còn yên sơ. Về thành hóa lòng ta khao khát, ngàn năm vẫn hát thôi, mẹ thương vẫn nặng tình đầy thương ai. Bên dòng má năm xưa bao anh hùng một mùa, ôi chiến công năm nào hàm dung còn yên. Như hạt sương long lanh dâng cho đời mãi sớm, ôi thanh hóa quê ta,
Ấy tuyệt vời đấy nhờ, tự nhiên hôm nay em được nghe bài này. Từ trước này chưa nghe bài này khó bao giờ. Tôi gọi anh nhập chuyển sang bên này. Nhưng mà trước anh đã từng nghe rất nhiều với các dòng căn dòng Bieler rồi đúng không? Rồi JBL và anh có thể là nghe của coi như là anh em ta mua để dùng thôi chứ. Nhưng mà sau ví dụ thế nào mà anh lại thay đổi ý? Thì sau nghe cái công nghệ của anh em này thì ra thì thử theo thì cái nhạc nó sau nó có một cái gì nó mới mới. Còn nếu từ bảo Bieler thì gây cho mình thì tiền này bây giờ nó có vào nó cũng mua thì bây giờ mình có là mua cái hàng bãi thì hàng bãi thì bao giờ được coi như là hàng không bao giờ không qua đấy thì mua hàng lướt về rồi. Vâng. Ừ, thì cuối cùng tôi nghĩ thôi thì đường nào thì mình sắm tôi sắm mình mới được nào để có trải nghiệm thấy anh em suốt mấy năm này thì cũng hết rồi nhưng mà tôi cũng mới theo dõi gần đây để anh em coi như đấy. Tức là anh phải đấu tranh giữa cái hàng bãi và hàng mới là một đấu tranh tư tưởng một thời gian rất là dài đúng không? Vâng, tôi vẫn xem song song cả hai kênh của nhà mình. Khi là coi như bây giờ tôi cái hình như là sau đó thì mình đến niềm tin thì cứ Hoàng Long nhiều thì mình đặt niềm tin vào Hoàng Long. Rất cảm ơn anh. Nhưng mà dù gì là đến là một niềm tin ở trên mạng thôi. Đã. Nhưng mà cái sản phẩm mà chúng em mang tới cho anh thì cũng phải làm anh hài lòng chứ. À, chỉ rõ ràng thì coi như cái này hài lòng, rất hài lòng. Rất về chất lượng âm thanh. Chất lượng âm thanh thì nghe là cả rồi. À, cái thế anh em phục vụ anh hôm nay có nhiệt tình có chu đáo đội ngũ của anh em Hoàng Long thì mình thì coi như là tuyệt vời. Cảm ơn anh không biết nói có gì cảm ơn anh rất nhiều nhé.